phong trào thi đấu quyết thắng. Phấn khởi với những thành tích đã đạt được, lực lượng vũ trang huyện Nhà Bè quyết tâm phấn đấu giành nhiều thành tích mới trong hội thao năm 2024. Đang tiến vào lễ đài là huấn luyện viên quân lực lượng vũ trang huyện Hóc Môn. Ra đời và phát triển trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng 18 thôn Vùng Trầu, lực lượng vũ trang huyện Hóc Môn đã không ngừng xây dựng, phát triển và trưởng thành. Bước vào hội thao năm 2024, lực lượng vũ trang huyện Hóc Môn quyết tâm đạt thành tích cao nhất, xứng đáng với sự tin yêu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn. Đang tiến vào lễ đài là khối nam dân quân đại diện lực lượng vũ trang huyện Cần Giờ. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, lực lượng vũ trang huyện Cần Giờ đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, xuyên suốt phối hợp.